Chào bác Trương Nam. Trần Văn Lên, chim đau bụng chữa bằng phương pháp nào? Dạ, những con chim đau bụng đấy thì có 3 phương pháp để các bác điều trị. Và thông thường thì một số anh em là hay dùng những cái quy tắc và áp dụng rất là nhiều. Từ người qua chim, rồi từ gà qua chim rất là nhiều. Và nguyên ngày hôm nay thì em đã nhận được tới 4 tới 5 cuộc gọi hình như thế. Là hầu như là cứ gọi là đưa từ người vào chim, rồi từ gà vào chim. Có một số bác là cũng mua thuốc ho hen của gà đó là cho chim uống. Thế nhưng mà các bác phải hiểu như này, mỗi một loài, mỗi một giống nó có một cơ địa và sức đề kháng khác nhau, không thể giống nhau được. Đấy, tất nhiên thì đôi khi các bác áp dụng thì cũng có những con nó phù hợp, chứ không phải là con nào nó không được. Tất nhiên vẫn có những con phù hợp và nó khỏi được. Thế nhưng mà nó lại dẫn tới nhiều cái hệ lụy khác nhau. Nó nhiều cái hệ lụy khác nhau. Tức là cũng có những con, tại vì đại đa số là gia cầm ấy, con gà, con vịt, con gan ấy, thì đại đa số là người ta bào chế các cái thuốc của họ bắt nguồn từ kháng sinh. Nó có gốc từ kháng sinh. Đấy, đơn giản như các bác biết, nếu như các bác nào mà thường xuyên chăm sóc gà và thường xuyên nuôi gà ấy, thì các bác hiểu cái thành phần cám gà nó là thành phần rất nhiều kháng sinh. Để cho con chim nó ăn vào, con gà nó ăn vào nó sẽ có cái sức đề kháng. Tức là bản chất cái cám gà nó vẫn có sự kháng sinh, có thành phần kháng sinh, cho nên là với con chim thì cái cơ địa nó rất là nhỏ bé. Đặc biệt là hệ tiêu hóa của dòng chim nó là dòng ruột thẳng. Đấy, cho nên là nó uống vào thì nó sẽ không tốt. Nó không tốt cho con chim. Các bác cứ nghĩ con người mình uống kháng sinh mà nó còn mục xương, nó gì tới con chim, phải không ạ? Thế cho nên là cái vấn đề mà áp dụng từ cái vấn đề đó nó không đúng. Cho nên là như em á, là em phải nghiên cứu từ cái tự nhiên, cái môi trường tự nhiên, từ những cái lá cây, những cái vị thuốc tự nhiên để em điều tiết con chim. Chứ em không có dùng những cái gốc từ thuốc tây hoặc kháng sinh, nó sẽ rất nguy hiểm. Thế cho nên là có nhiều bác dùng cái nguồn thuốc đó của gà, rồi của ngan, của vịt, rồi cũng có thể của người nữa, áp dụng để cho con chim thì nó có nhiều cái hệ lụy. Tức là cũng có con thì nó vẫn hợp, nó vẫn hết, nhưng mà cũng có con không, nhưng mà đại đa số là nó sẽ gây nguy hiểm cho con chim. Tức là có nhiều con uống vào ho thì hết nhưng lại khàn giọng, nó chuyển qua khàn giọng, thì cái này thì tuyệt âm tính là rất là khó để điều trị, rất là khó điều trị bác nhá. Thế cho nên là cái gì cả là mình phải có một cái kiến thức và nên tìm hiểu trước khi dùng cho chim của mình. Tại vì anh em nghệ nhân chúng ta nuôi con chim thì mất rất nhiều kinh phí, không kể về kinh phí để mua con chim, mua cái lồng, mua cám, rồi mua cả thuốc, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều là do người nhân mình phải bỏ tiền ra, cho nên là mình phải thông minh. Dạ, nó chưa đặt lửa, bác Khanh Dương nhé. Đánh 2 tiếng mà ăn mãi là nó chưa đặt lửa bác ạ. Tú Mekino, chim lông dài mà chơi hay, có nên gột dàn không? Không nên bác Tú nhé, em nói thật. Cá nhân em không biết là các bác suy nghĩ thế nào và đánh giá thế nào những con chim lông dày, nhưng với em ấy, con chim có đánh hay mấy thì em cũng không bao giờ nằm trong cái tiêu chí đấu dàn của em. Đấy là thật, không bao giờ nó nằm trong cái tiêu chí những con chim lông dày, mà nó nằm ở trong cái suy nghĩ, trong cái cách chơi của em những con chim lông dày. Tại vì cá nhân em đánh giá cầm giết bao nhiêu con chim, nhưng những con chim lông dày nó có chơi hay bao nhiêu hơn nữa thì nó những cái lỗi rất là lặt vặt và rất là bực mình. Thứ nhất là thay lông nó cũng chậm, vào lửa nó cũng lâu, đấy, rồi là chơi không ổn định, rồi là hay xỉa ngang. Đấy, tất nhiên thì có những con lông dài nó vẫn chơi hay, nhưng mà với cá nhân em, để mà ổn định trên các đấu trường, ổn định trên các dàn đấu thì không nên tuyển những con gì lông dài, cho dù nó cũng hay bao nhiêu chăng nữa. Bác Tú Mekên nhé. Dạ, 85.000 bác một lọ, bác Sơn Ly ạ. Một liệu trình cho con chim ho là nó 3 lọ. Chào bác Gia Ba Tá nhá. Chim đi phân có màu đỏ là sao anh? Chả sao cả. Thứ nhất là con chim đấy trong quá trình nó giao mùa, và nó thứ hai là do chế độ, đặc biệt là thức ăn của các bác trong cái thành phần nó ăn, cũng như là nó thay đổi cơ về cơ địa, không sao cả bác nhé. Chào bác Nguyễn Minh Nhật. Hồng Hà Mã, anh gì cách trị dịch mạt? Trong dịch mạt thì nó có rất nhiều cách trị, đúng không ạ? Có rất nhiều cách trị. Nói chung là một số gọi là anh em chơi lâu năm hồi thời xưa ấy,
thời xưa thời trước thì chưa có những cái nguồn tác động, thì một số anh em là hay dùng lá xoan, ở ngoài Bắc gọi là lá xoan đấy, ở miền Trung miền Nam thì gọi là lá thủ đao, đúng không ạ? Rồi là dùng những cái gọi là lá tía tô cũng để dùng đuổi giận mài đấy. Nhưng mà với em ấy, em thấy các bác, cái cách đầu tiên để mà các bác giữ được con chim không bị giận mài đó là vệ sinh lồng sạch sẽ đấy. Thứ hai là tắm rửa thường xuyên hàng ngày, đó là cái phương pháp tốt nhất cho tất cả những con chim đi đấu giải nhé. Chào bác Vinh Anh, cảm ơn bác. Cái cách tốt nhất để cho con chim gọi là sạch sẽ, không bị đần mạt. Vậy thì những con chim mà trong trường hợp các bác lỡ không may mà nó bị đần mạt đấy, thì hiện tại bây giờ thì có rất nhiều cách trị. Thứ nhất là các bác có thể dùng nước tắm đấy, có thể dùng nước tắm cũng được, cũng tốt đấy. Thứ hai là các bác phải phơi nắng hàng ngày, và tiếp theo là vệ sinh là thường xuyên. Đây là những thứ mà nên tốt nhất để chăm sóc cho một con chim bị đần mạt bác nhé, nên dùng nước tắm đấy. Cái thứ ba nữa là có một cách, có một cái mà hỗ trợ mà em hay nói với các bác, đó là cái dầu miên ấy. Đấy, cái dầu miên nó có rất nhiều tác dụng mà các bác không hề hay biết. Đó, thứ nhất là trong thời tiết thay đổi, các bác tắm chim, các bác nhỏ trong mỗi lồng, con chim nó luôn luôn trong trạng thái gọi là ổn định, và nó hạn chế bị trúng gió. Đấy, nó hạn chế bị gió. Nếu như lỡ có bị thì nó cũng bị nhẹ, thấy chưa? Mình dễ điều trị hơn, dễ cứu chữa nó hơn, còn hơn là nó rớt bố, phải không ạ? Và có một cái tác dụng nữa là nó cũng chống được cái đợt mạt. Cái dầu miên ấy nó rất là hay. Đấy, và cá nhân em đã dùng đúc kết lại, cũng tốn rất là nhiều tiền từ hàng giả hàng nhái rồi. Thế cho nên là bây giờ cũng đã đúc kết được là nó có tác dụng đuổi được cả đợt mạt. Em chào 204 bác. Chào bác Tiến Phúc nhá. Chim múa mái là có lửa không anh? Vâng, chính xác anh Trinh. Con chim múa mái là nó đang quá trình nạp lửa và cũng có con nó đạt lửa bác nhé. Dạ 255.000 bác Tĩnh Thanh Lê Thanh ạ, 255.000 bác ạ. Ba chai. Chào bác Dũng Lương. Bác ơi, chim còn 2 tuần nữa thì đi thi, thì nên mấy ngày tắm một lần không? Cái này cái chế độ mỗi anh em đấy, chẳng anh em nào giống anh em nào cả. Nhưng mà với mình, ngày nào mình cũng tắm cả bác nhá. Với mình, ngày nào mình cũng tắm, kể cả ngày mai thi mình hôm nay vẫn tắm bình thường nhá. Ok, chào bác Nguyễn Văn Cầu. Chào bác Quốc Mai Văn. Chào bác Nguyễn Cường. Chim đi thi mà phạch đánh đạp nan rồi xuống đánh ổ nương, quá tuyệt vời bác Minh Khang nhá. Những con chim đấy rất là hung dữ và đấu ốt tốt, và đặc biệt những con chiến thì nó đạp nan liên tục thì nó có thể ổn định và ít bị mất bộ bác nhá. Nó không có bị ít không bị mất bộ, nó xù rũ. Chào em trai Nguyễn Công Trường Sinh nhá. Giờ này khỏe không em? Do bác nuôi lông, bác Minh Đinh Văn, do bác nuôi lông bác nhá. Nuôi lông còn yếu. Nay thi được chỉ dạ top 30 bác Việt Đinh ơi, rất con thứ 21 vào lấy xe. Quá tiếc. Dạ không, bác Phan Tình Nguyễn ạ, những con lông dày nó hay xù thì không có cách nào được. Cái bản chất cơ địa nó như vậy, không có cách nào được bác nhá. Tự mình đi lên, em hỏi chút anh, mùa trước em đi mang đi giải chim chơi được 2 tiếng vẫn ok. Hôm nay em đi giải thì chơi được trên tiếng rồi xuống bộ, quẹt mỏ và vút cánh, có phải do em nuôi không? Do em nuôi chưa đạt lửa không? Chính xác, chưa đạt lửa. Thứ hai nữa là trong thời tiết năm nay thì con chim nó chậm lửa. Năm nay là thời tiết con chim chậm lửa, bác nhá.
Con chim em có hai cọng lông đuôi, cứ mọc ra được 1/3 là lại rụng. Bị sao vậy bác? Em xin các khắc phục. Chả sao cả bác nhá, chả sao cả. Thứ nhất là con chim của bác có liên quan tới vấn đề cơ địa, nó thẳng luôn. Thứ nhất là do con chim bác có liên quan tới vấn đề cơ địa là thứ nhất. Thứ hai, cũng có thể con chim của bác liên quan tới bộ lông của nó bị bể lực bác nhá, bể lực. Đấy, cho nên nó hay bị những cái lông đuôi không có, lông cánh không có, nó cứ ra được khoảng nửa là tự nó rụng đi. Đấy, nó rất là nguy hiểm bác nhá, cho nên bác phải xem lại cái vấn đề đó. Phan Tình Nguyễn, chim lông xù là chơi không được hay không? Phải là không chơi được mà nó nhìn nó mất thẩm mỹ và bộ hình nó không có đẹp, đặc biệt là trong quá trình thi đấu. Bác Phan Tình Nguyễn nhá. Có nên chơi bộ trung hoành? Chơi bình thường chứ bác Tú Mê Kén, chơi bình thường chả sao cả. Quan trọng gan to, trí lớn hay không thôi, còn chim bộ to, bộ nhỏ, bộ trung không quan trọng. Không quan trọng về vấn đề đấy. Em chào 229 bác. Anh ơi, chim ở nhà không chơi, làm sao để nhận biết được con chim nó đạt lửa để đi thi vậy? Đặc trưng ở nhà không chơi với bất kỳ con nào. À, cái này nó cũng rất là khó đối với một số anh em. Thứ nhất là còn non kinh nghiệm. Vấn đề mà nhận biết con chim nó đạt lửa nhá, nhận biết con chim nó đạt lửa thì cái này ấy, là nó nằm ở một số anh em có cái tầm nhìn một chút xíu. Nhất là anh em phải có cái tầm nhìn. Điều đầu tiên anh em nhìn, có rất nhiều anh em nhìn phân rồi thái độ, nhưng mà có rất nhiều anh chị ở nhà nó không thái độ gì cả, nó vẫn bình thường. Thì cái cốt yếu đầu tiên đấy, các bác phải nhìn được, đó là cái cổ họng của nó, được chưa? Có nhiều, có rất nhiều anh chị ở nhà gọi là cao nhân bất lộ tướng đấy, nó sẽ không chơi ở nhà, kẹp chim vào nó cứ lừ đà đừ thế. Có nhiều con đứng xù một cục rồi sụp mũ cũng có đấy. Thế cho nên là các bác đầu tiên là các bác nhìn cái họng nó. Thông thường các bác nuôi con chim, các bác để ý cái họng nó bao giờ nó cũng có cái màu vàng đấy. Thì ở cái màu vàng nghệ, trong công nghiệp thì nó gọi là vàng nghệ đấy, cái vàng giống có màu nghệ ấy, thì nó vẫn là có lửa nhưng nó chưa căng lắm, nó chưa căng lắm. Khi nào con chim mà nó họng nó chuyển qua màu vàng trong ấy, ở trong sơn công nghiệp, nếu bác nào mà dùng sơn rồi ấy, thì ở cái màu vàng chanh ấy, tức là cái màu vàng mà nó trong cái họng của nó lại đấy, nó không vàng hẳn nhưng nó trong cái họng lại, thì chắc chắn con chim nó đã đạt lửa đấy. Đó là cái họng. Thứ hai nữa là cái bộ lông ở trên khuôn mặt đấy, bộ lông khuôn mặt và toàn bộ lông của nó bao giờ nó cũng sẽ ôm sát người đấy, là nó bắt đầu là nó thể hiện có lửa. Tiếp theo nữa là những con chim đấy, thông thường là cái họng của nó, các bác để ý cái họng của nó bao giờ nó cũng xà xuống. Bất kể một con chim nào khi nó không chơi ở nhà nhưng nó đã vào lửa là cái họng nó sẽ xệ xuống, nó luôn luôn lúc nào nó phùng đấy, kiểu như rắn hổ mang ấy đấy, nó hay phùng cái họng nó xuống. Bất kể con chim nào nó cũng thế nhá, kể cả nó không có thái độ hay nó không đấu, nhưng nó đứng trong lồng ấy, nó sẽ cần nghe chim nó không đấu nhưng bao giờ cái họng nó cũng phùng xuống, giống như hàm ếch các bác nhá. Đấy, chứ còn các bác nhìn có phân thì nó cũng chỉ là một cái gọi là giới hạn cố định thôi, chứ nó không rõ ràng bằng cái họng và cái cổ của nó đấy. Đặc biệt là bộ lông luôn luôn lúc nào cũng ôm sát người các bác nhá. Đấy, rất là dễ, anh em mà chơi mà lâu năm mà tính đòn rồi á thì rất là dễ phân biệt, còn anh em mà mới kinh nghiệm còn ít thì rất là khó. Chào bạn Thương Lê Minh nhá. Con chim ăn quá nhiều, có phải con đấy có thể lực khỏe đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đây là cái biểu hiện đấy, còn là biểu hiện chứ không phải là chính xác. Tất nhiên là có nhiều cái còn là không đúng chính xác đối với cái chim này, nhưng mà đây là biểu hiện. Chứ còn cái này nó không phải là chính xác 100%, bác có thể nhớ nhé. Mà đây là biểu hiện của những con chim có thể hạn lực, thể lực tốt. Chào bác Thành Nguyễn. Chào bác Hùng Nguyễn. Anh chỉ giúp em cách nhận biết chim lông dày và lông mỏng sao ạ? Ôi trời, rất đơn giản, nó chả có gì khó cả. Cái con chim lông dày và lông mỏng nó rất đơn giản, nó chẳng có gì là khó cả. Thông thường những con chim lông dày nhá, là các bác để ý cái mình của nó rất là ú. Thông thường là thế, 10 con chục cái mình của nó ấy, nó rất là ú và nó to, nó tròn người. Biểu hiện của những con chim lông dày, ok chưa? Rất là dễ nhận biết. Và chẳng có con chim lông dày nào mà mình ống cả. Nó nhanh trong vô, bởi vì cơ địa ông chim, cái thể hình của nó là dòng tỷ lệ thuận, đúng không?
Chẳng có ông nào mà là những con chim lông dày, đòn dài lông dày cả. Đúng không ạ? Không có ông nào mà chơi chim chuyên nghiệp mà nói là cái con đấy đòn dài lông dày. Đúng không? Người ta nói là đòn dài lông mỏng. Đấy. Đòn dài là gì? Đòn dài tức là những con chim đấy về thể hình nó rất là dài. Đấy. Nó ống con chim thì nó sẽ mỏng lông. Nó ôm sát người thế mà nó phải đòn dài lông mỏng là vì như vậy. Tức là ông cha đã đúc kết từ thời vua chúa cơ. Đúng không? Vua chúa trà màu là thứ thanh cao mà đã được vua chúa đưa vào trong cung. Đúng không? Cho nên là người ta đúc kết được cái vấn đề đòn dài. Đòn dài tức là toàn bộ thân thể của nó. Nhìn con chim nó rất là dài. Nó ống con chim thì nó sẽ dài cho nó đòn gánh ấy. Đấy, nó đòn dài đúng không ạ? Cho nên là ông cha đón lại cho con chim thông thường nó trông dài, nó ú chim. Người nó rất là tròn. Thứ hai là lông nó hay xề xòa. Đấy, lông nó xề xòa ra ngoài. Đấy, còn những cái con chim lông mỏng thì bao giờ lông nó cũng sẽ ôm. Trường hợp các bác nuôi lông nó quá yếu thì nó mới phè ra thôi. Chứ còn nó hay phè hai bên hông này là quá yếu. Thứ hai là nó chưa đạt được. Chứ còn con chim mà lông mỏng thì nó đạt được, nó ôm sát rẹt người. Bác nhá. Nó rất là dễ mà không có gì là khó cả đâu ạ. Dạ, thông thường là trên dưới 2 năm, bác Hùng Nguyễn nhé. Thông thường là thế. Con nào nhanh thì tầm 1 năm chơi được. Ok, bác Đỗ Tân nhé. À, bác đang cho uống thuốc gì đấy, bác Nguyễn Văn Cầu? Chị bác Ho, bác đang cho uống thuốc gì đấy ạ? Nếu như bác đang cho uống thuốc bên em thì đi thi bình thường, bác nhé. Nếu như bác đang trốn thuốc bên em thì đi thi bình thường. Anh Trâm hỏi mỗi khi mở áo lồng ra hai cánh nó hay run run là sao? Chả sao cả bác chấm nhá, bình thường. Nó bị cảm lạnh tức thời thôi, nó chỉ là bị cảm lạnh tức thời. Mở áo trùng ra một xíu thì nó tự hết, không sao cả. Tại vì những con chim này nó hay thông thường buổi đêm ấy là nó hay ngủ ở trên cống nước, cho nên là trong đông lồng nó hay run run với cánh, không sao cả bác nhá. À, những con chim này thuộc chim tơ, bác Phiêu Văn Văn nhé, nó phải chăm chỗ bác ạ. Những con này thì hầu như là không khắc phục được đâu. Mà bác có khắc phục được thì nó cả một vấn đề, nó cả một quá trình. Mà đôi khi bác còn không có thời gian để chăm con khác cơ. Cho nên là khó lắm bác Phiêu Văn Văn nhé. Lâu nay cứ tưởng bộ chung không chơi được. Úi giời ơi, gan to là chơi được hết. Bác Tú Miken nhé, cứ gan to là chơi được. Huấn Vũ anh ơi, có nên tuyển chim màu gì chơi dàn không anh? Chơi bình thường như bác Huấn Vũ, chẳng qua là mình đi thi thì nó hơi bất lợi thế về cái thể hình thôi, chứ còn chơi bình thường bác ạ. Anh ơi cho em hỏi chút, gà rừng mà nuôi thuần quá chủ sờ được có ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy của chim không? Dạ không sao bác nhá. Tất nhiên cũng có những con chim bổ già mà có nhiều người để đói, người ta thuần để đói là người ta sờ được, nhưng mà chỉ chủ nhân thôi là sờ được, nhưng mà nó không liên quan gì cả bác nhé. Chim đấu mà cứ nhảy lên nan có nên gột bác Tú mới khen. Những con chim này nên gột, những con chim đấy nó hung dữ và nó thi đấu nó không có mất bộ. Cái quan trọng là các bác phải quan sát con chim đấy đấu có lực hay không và có bền bỉ hay không thôi, chứ còn những con chim mà nết đấu như vậy thì nên giữ chơi bác Tú mới khen nhé. Quan trọng nó đấu có bền không thôi, cơ địa nó có tốt hay không. Chim em thái độ hoặc là bung xòe khi em tới gần thì có phải là có lửa không? Dạ không phải bác nhá. Đây có thể là tính nết của con chim, mà đặc biệt là những con chim này đại đa số là những con chim lỡ lên. Bác Tài Thiên Quyến nhá, em nói thẳng luôn cho bác biết luôn, những con chim mà thấy chủ mà hay bung xòe lỡ lên hết, chim tơ lên. Bác Tài Thiên Quyến nhá, nói nhanh vuông góc luôn. Em đã từng thắng độ cái này bao nhiêu lần rồi đấy mà nhiều ông không biết. Em từng thắng độ rất là nhiều lần những con chim như vậy đấy. Em nuôi 6 con trà màu cùng một nhà có sợ bị điện không? Dạ không sao bác Đỗ Trác, em nuôi nhà em nuôi 18 con. Tiếc quá nhà, nhưng chim cò đôi khi không nói cho được, chuẩn luôn bác Tuấn Phong, chính xác. Chào bác Hào Nguyễn. Chim cò mà lòng chim dạ cá mà đúng không? Hay không bằng hên. Hôm nay đúng là mình quá đen đủi thật.
thực sự là một ngày mình quá đen đủi. Thứ nhất là trong 21 con cuối cùng thì mình là người để đứng biên. Đấy, khổ cái là ngoài biên không có chim đấu nữa, đâm ra cái nhịp đấy thì nó bắt cái nhịp đấy thì nó cũng hơi gắt đấy. Nhưng mà thôi, chấp nhận cuộc chơi. Mà cuộc chơi thì đôi khi nó phải có cái sự tiếc nuối một tí thì nó mới hấp dẫn được, đúng không ạ? Không rớt tiền là may mắn rồi. Chào bác Phạm Long. Thua cái này tao bài kiểu khác. Nói chung là thua thì cũng chẳng thua gì bác Nguyễn Tâm ạ. Nói chung là thua thì cũng chẳng thua gì. Mình đi thi thì vào tới top với giải là cũng là ok rồi, cũng may mắn rồi. Thế nhưng mà thực sự là con chim mình nó đang còn quá tốt mà nó rớt những cái gọi là mình không đáng nói, không đáng có mà không đáng nói. Thì nói chung là, mà đặc biệt là cái con thứ 21 nó mới đau chứ, khổ thế. Thà rằng nó rớt cái con 25, 26 chả nói làm gì cả, mà rớt con 21 đau. Thôi kệ. Mà trong khi con chim mình nó tốt, thà rằng ví dụ nó yếu á thì mình cũng chấp nhận. Đấy thì cũng chả nói làm gì cả, đúng không? Chỉ mình đứng biên mà đang đấu tốt mà quay đấu cũng tổng tài bảo là 10 giây cuối cùng là có quay ra ngoài. 10 giây cuối cùng quá đen đủi. 73 lồng hiếu mô tô ạ, 73 lồng vé 6 củ. Chua chát, 6 củ mà chua chát.